người lại là mình Ngân đây. Như mọi người nhìn ở dưới title của video thì hôm nay mình sẽ lại làm một cái Shopee haul nữa. Tại vì đợt này dù là đang dịch, dù là mình không đi ra ngoài, hầu như là không đi ra ngoài, nhưng mà mình thấy là mình còn đặt nhiều quần áo hơn cả bình thường. Ai ở nhà chán quá cứ mở Shopee ra xong rồi lướt 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 đi. Thế là tuần nào cũng thế, mình có rất là nhiều những cái đơn hàng đang có ở đây. Đây rất là nhiều những cái đơn hàng như thế này. Và thực ra mình cũng không nhớ ở trong này có những cái gì đâu. Mình sẽ bóc dần dần ra cho mọi người xem là những cái đồ trong này mình đặt là gì nhá. Ok, không dài dòng nữa, cùng bắt đầu video của mình thôi. Trước kia thì mình nhìn thấy ở đây một cái em áo rất là xinh. Cái em này thì mình nhớ không nhầm là mình đặt ở một cái shop nước ngoài và nó có hai cái màu để mọi người có thể lựa chọn đi vải. Đây là cái em áo kiểu chiffon tay dài. Cái em này thì mình đang mua rất là rẻ, từ 221.000 xuống còn có 119.000, tức là còn có một nửa giá thôi ý. Nhìn cái em này mặc nó kiểu không bị bánh bèo quá, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là xinh luôn ý. Mình thấy là mọi người mua cũng khá là nhiều, với cả được đánh giá cũng gần 5 sao nữa. Em này thì mình chọn là size M mọi người ạ. Cái cổ áo của nó thì sẽ như thế này, mình không nhớ là cái cổ áo như thế này thì tên gọi của nó là gì. Nếu mọi người biết thì mọi người comment ở bên dưới cho mình biết nhá. Thì cái em cổ áo này nó sẽ kiểu như thế này này, và nó sẽ kiểu hơi V xuống dưới như thế này, nên là khi mà mặc những cái cổ áo như thế này thì sẽ tạo một cái cảm giác là người khá là thon, khá là kiểu gầy ý. Nên là những cái bạn nào mà có dáng người hơi mỹ một chút xíu thì mình nghĩ là chọn em này cũng rất là ok. Và cái tay áo của nó thì mình thấy ghi là tay dài, nhưng mà hình như cái em này khi mà mặc lên mình thấy là nó chỉ lừng lừng như thế này thôi. Phải, để tí nữa mình mặc vào cho mọi người xem. Và nhân tiện thì mình cũng sẽ dùng những cái item ngày hôm nay để mix thành những cái bộ outfit để mọi người có thể dễ dàng đi ra ngoài hơn nhá. Mình rất là ưng cái họa tiết hoa này, tại vì nhìn nó kiểu yêu chronic. Cái chất này thì mình thấy là cũng thấm hút mồ hôi khá là tốt, và nó cũng không bị kiểu, nếu mọi người gặp những cái áo sơ mi như này thì nhiều cái áo sơ mi nó sẽ dễ bị nhăn đúng không, nhưng mà cái em này thì mình nghĩ là cái chất của nó khi mà gập vào ấy nó sẽ không bị nhăn quá nhiều đâu. Mặc dù bình thường thì mình không phải tính đồ của style bánh bèo hay là mặc cái gì bị bánh bèo quá, hoa huyết các thứ nhiều đâu, nhưng mà cái em áo hoa này nó thực sự là nó siêu xinh luôn. Tiếp theo mình có đây một cái bọc có hai cái item màu đen. Ở trong này thì là một cái váy body đen mà dây hai dây kiểu sợi bún ý. Thực ra mình thấy đây là một cái em váy mà mọi người ai cũng phải nên có trong tủ đồ. Nhưng hôm mà mình kiểu bị outfit quá thì mình rất là hay mặc kiểu này, là mình sẽ mặc một cái váy body như thế này này và khoác thêm một cái áo khoác denim nữa, thì kiểu nó cũng không cần quá cầu kỳ nhưng mà trông không bị nhàm chán một tí nào ấy. Mình cũng có một cái em như này trong tủ đồ rồi, nhưng mà tại sao mình lại mua đến em thứ hai? Đây là cái em thứ hai của mình rồi. Lần trước mình thấy rất là ok, nhưng mà mình kiểu mặc lâu quá, mặc nhiều quá, đến độ mà kiểu nó rão hơn rồi. Nó không còn có cái độ ôm vừa phải nữa, thế nên là mình mua thêm một cái em này ở đây ngày hôm nay. Mình mua ở đây là có 49.000, chưa tròn 50.000 ấy. Dáng của em này là dáng ôm basic, nếu mọi người ngại mặc áo hai dây kiểu này thì mọi người có thể mặc thêm một cái áo kiểu như mình này, crop top ôm một chút xíu màu trắng cũng rất là xinh, và mặc cái em này ở ngoài. Cái chất vải của em này thì cũng khá là co giãn, mà mình đặt ở đây là màu đen cho nó phối được nhiều đồ ấy. Nhưng mà nếu mọi người thích thì mọi người có thể chọn sang những cái màu khác, tại vì ở đây mình thấy là có tận 5 loại màu sắc cơ, trắng đen tính bla bla rất là nhiều, ngon bổ rẻ rất là nên mua nhá. Ở đây thì như là mình đặt một cái em đầm xẻ tà thì phải. Nếu mọi người xem channel của mình từ trước rồi thì mọi người biết là mình rất thích những cái đầm, những cái váy mà nó hơi xẻ tà một chút xíu không, nhìn kiểu sexy vừa đủ ấy. Em đầm ôm body xẻ tà này thì mình mua có 70.000 thôi, và cái em đầm này cũng bán đến gần 1.000 cái rồi, nên là mình nghĩ là nó cũng phải khá là ok mọi người mới đặt nhiều đến thế đúng không. Chất vải của em này thì mình thấy là nó cũng co giãn vừa phải, như là cái em váy hai dây vừa xong ấy thì như là cùng chất vải vậy. Cái em này thì dài hơn một chút xíu, ở trong mẫu thì người ta mặc khoảng đến vắt chân, nhưng mà mình 1m56 nên là mình không biết là cái đầm này nó sẽ dài đến đâu của mình nữa. Trông ở đây thì nó khá là dài, mong là không lại xẹp chấm đất. Ở dưới chân váy thì sẽ xẻ tà ở một bên như này nhá, ở ngang ấy, chứ không phải là giữa hoặc là chéo ở đằng trước hay đằng sau gì cả, mà nó ở ngang một bên luôn. Mình thì rất là ít khi mua những cái váy mà nó dài như này, tại vì mình sợ là kiểu tạo cảm giác trông bí quá ấy, kiểu từ đầu đến chân kín mít. Nhưng mà cái em này thì không bị thế đâu nha, tại vì nó là một cái áo, một cái váy tay cộc như thế này thôi. Vừa nãy thì là hai cái em đồ màu đen rồi. Ở đây, ở trong cái shop này thì mình gặp hai em đồ màu trắng. Dạo này mình rất thích mặc quần áo theo kiểu phong cách mấy chị Tây ở trên Pinterest ý. Mình sẽ để một vài cái ảnh ở đây cho mọi người xem. Dạo này mình rất là hay mặc kiểu đấy luôn. Thế nên là mình có mua ở đây một cái em áo ba lỗ, để kiểu mặc áo ba lỗ này, xong rồi mặc quần dài và đeo thêm phụ kiện kiểu này trông
rất là ngầu luôn ý. Giờ mình đặt màu trắng cho nó dễ phối đồ. Mình thì có một cái màu đen như này rồi và mình mặc khá là nhiều. Nó đang giảm từ 56.000 xuống còn 28.000 thôi. Có màu đen, màu trắng với cả màu be thì tùy mọi người có thể lựa chọn. Mình thấy là cả ba màu này đều rất là basic, phối được với rất là nhiều đồ ấy. Với cả giá nó cũng rẻ nữa, mọi người có thể quân luôn cả ba em cũng ok. Nhìn thế này thì khá là nhỏ đúng không? Nhưng mà nó co giãn rất là tốt. Mình nghĩ là khoảng 50kg đủ lại là mặc được nhá. Em màu trắng còn lại thì là một cái váy, một cái váy voan. Để xem bạn nào là mặt trái, bạn nào là mặt phải. Đây. Cái em này thì mình thấy là không biết là mặc lên người nó như thế nào, nhưng mà tạm nhìn đây thì mình thấy có vẻ nó hơi bị rộng đi bạn. Nhưng mà mình mua thì là free size nên là mình cũng chỉ biết chọn màu cho vào giỏ hàng thôi. Và mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì cái em váy này nó sẽ hơi dễ bị nhăn một chút xíu ấy. Nên là nếu mà mọi người có mặc cái em này, mình nghĩ là nếu mà mặc đi biển hoặc là mặc đi đâu kiểu ở vacation, những cái kỳ nghỉ, những cái holiday ấy, thì trông rất là hợp lý. Nhưng mà trước khi mặc thì chắc là mọi người sẽ phải là đi một lượt. Cái chất vải này nó cũng khá là dễ bị nhăn ấy. Nó sẽ có hai lớp, một lớp lót ở trong giày như thế này và một cái lớp ở ngoài là một lớp vân vân dài hơn một chút xíu để bay bay. Mình thấy là cái em váy này thỉnh thoảng có một số chỗ nó có xỉ thừa như thế này này. Thì trước khi mặc mọi người cẩn thận cắt bớt đi nhá. Em này thì mình mua có giá đang giảm từ 79.000 xuống còn 45.000. Cũng rất là rẻ thôi nhưng mà hơi bị nhiều chỉ thừa mọi người ạ. Tiếp tục ở đây mình có một cái set áo trông khá là hay ho và nó thực sự là siêu rẻ luôn ấy. Mình mua có giá đang giảm là từ 70.000 xuống còn có 49.000 thôi cho một cái set kiểu có cả áo khoác ở ngoài với cả có cả một cái kiểu áo quây ở trong ấy. Tin tin. Ui. Thế đây ở trong thì nó sẽ có một cái áo quây màu trắng viền đen như này. Và ở ngoài thì áo nó cũng là trắng viền đen thôi. Mình nghĩ là với cái áo khoác kiểu này thì mọi người cũng đã mặc khá là nhiều rồi. Nhưng mà em này nó đi theo cả set ý. Mà khi kết hợp vào nhau thì mình thấy là trông rất là hay. Với cả có 50.000 thôi nên là mình mua thử xem sao. Khi mặc cái set áo này vào rồi thì mình chỉ cần kết hợp với cả một cái chân váy tennis này. Hoặc là mặc một cái quần dài ống suông ấy. Nói chung là nghĩ cái phần dưới, nghĩ cái phần quần váy các thứ nó khá là dễ. Tại vì ở trên nó đã theo cả set như này rồi. Nữ tính hơn một chút xíu thì mình có ở đây một cái em váy màu đỏ như này. Cái em này thì có giá chỉ có 177.000 thôi nhưng mà mình order hơi lâu một tí. Họa tiết hoa nó rất là xinh, kiểu hoa nhí li ti ấy. Đây như thế này này mọi người. Với sản phẩm thì nó cũng ghi là đấm hoa nhí màu đỏ đô không kén da. Đúng là cái màu đỏ này nó không kén da thật. Mình nghĩ là kể cả những bạn da trắng hay là da hơi ngăm một tí cũng có thể mặc được cái em váy này. Thì ở đằng sau thì nó sẽ không có gì cả, nó sẽ trơn thôi. Và ở đằng trước thì là cổ V đắp chéo, là ngực đắp chéo hình chữ V như này này thì sẽ tạo cảm giác rất là gầy luôn. Mình siêu thích mặc những cái em mà form dáng như này. Hai bên thì sẽ có cả dây như này thì mọi người có thể xắt dây ra đằng trước hoặc là đằng sau đều ok. Và với giá chỉ có 177.000 thì mình thấy là cái em váy này nó rất là chỉn chu ấy. Ở đằng trong cũng có lớp lót dày dặn như này, không lo là bị lộ hàng hay là gì đâu nhá. Dù là order đi hơi lâu một tí nhưng mà đáng bỏ công để chờ đợi đấy mọi người ạ. Dạo này mình cảm giác là mình hơi bánh béo hơn hay sao mọi người ạ. Ở đây mình lại có một cái em áo màu be này. Và mình nhớ không nhầm là cái em này hình như là nhìn nó cũng khá là bánh béo một tí. Mình sẽ để ảnh trên này cho mọi người xem nhá. Thì mình đặt là một cái em áo đũi. Đây là cổ áo này và đây là phía sau áo. Thì mọi người thấy là những cái chi tiết nhún nhún vải như này này. Người ta may rất là chỉn chu. Cái cổ áo này yêu lắm luôn ý. Tại vì nó có kiểu cái dây để buộc nơ như này này. Tay áo này thì là tay áo dài và ở chỗ cổ tay ấy thì nó cũng cách điệu rất là xinh. Lâu lắm rồi mình không mua một cái em áo kiểu như thế này để mặc nhìn nó kiểu hơi hớt hơ một chút. Xinh không? Đây là cái bọc hàng cuối cùng của ngày hôm nay rồi đây. Thì ở trong này mình có hai sản phẩm. Một là cái em áo cổ lọ màu đen này đây. Nó đúng nghĩa là cổ lọ luôn mọi người ạ. Cổ khá là cao, chắc là phải khoảng đến 10 phân ấy, gần 10 phân ấy. Mặc cái em áo này lên xong rồi đeo phụ kiện mình nghĩ là siêu đẹp luôn. Chất của nó thì cũng kiểu thun gân, mọi người nhìn thấy không? Đường gân rất là rõ luôn với cả co giãn này. Thì mọi người cũng có thể gặp đôi nó lại. Trông cũng rất là đẹp, cũng rất là hay nữa. Giá thì rẻ nữa, cái em này có 50.000 đúng không mọi người ạ? Có cả màu đen với cả màu trắng, mình chọn màu đen cho nó ngầu. Cuối cùng là một cái áo kiểu hoa nhúm đắp chéo. Cái em áo này thì là voan và mình mua có giá 60.000. Em này thì mình thấy là màu nào cũng xinh cả, có cả hồng, vàng, xanh cho đến trắng đủ cả luôn. Vì cũng kiểu lâu lâu mà mình không mua cái em áo nào màu xanh ấy. Thế nên là mình mua cái em này ở đây là màu xanh. Ướm ở đây là đã thấy xinh rồi đấy. Và mọi người có thể mặc hoặc là hở vai như này, hoặc là mọi người có thể kéo lên cho nó kín hơn một chút xíu cũng được. Cái em này dáng rất là xinh, tay thì dài như này này. Và những cái phần béo nhún ở áo này, với cả chất vải cũng như là cách người ta may ấy, mình thấy là khá là ok, khá là co giãn. Cái em áo này mình order thì hình như là free size phải, nhưng mà mình nghĩ là khoảng 55 cân đủ lại. Mặc cái em này cũng ok nhá.
Ok, và đây là cái đống đồ mình đã order được ngày hôm nay. Mình mong là mọi người đã thích cái video này của mình. Nếu mọi người thích video này thì nhớ nhấn like video nhá. Và trong video tiếp theo mọi người muốn mình làm chủ đề gì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nhá. Hẹn mọi người trong video lần sau, bye bye.